Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Đình hoãn phiên tòa xét xử nghi can nổ súng tại siêu thị King Soopers. Phiên tòa xét xử về tình trạng tâm lý của nghi can nổ súng tại siêu thị King Soopers ở Boulder ban đầu được ấn định vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm tuần này. Nhưng các công tố viên đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu đình hoãn vì lý do liên quan đến những tiết lộ và diễn biến quan trọng gần đây. Các công tố viên nói rằng, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Colorado lần đầu tiên tiến hành 4 cuộc kiểm tra tâm lý. Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua đã có 246 trang hồ sơ điều trị mới nhất của bệnh viện, bao gồm thông tin về việc không tự nguyện sử dụng thuốc từ tháng 3 và những tiến triển trong việc tham gia điều trị của bị cáo. Ngoài ra, hai bác sĩ sẽ ra trước phiên tòa nói về việc phục hồi chưa hoàn tất bản tường trình bao gồm những dữ liệu mới của họ. Do đó, các công tố viên yêu cầu đình hoãn phiên tòa đến cuối tháng 8, nhưng ngày giờ chính xác chưa được thông báo. Đã hơn 2 năm kể từ khi 10 người thiệt mạng trong vụ thảm sát tại siêu thị Table Mesa King Super ở Boulder. Tháng 12 năm 2021, một chánh án phán quyết rằng nghi can không đủ năng lực để hầu tòa dựa trên những đánh giá của các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần. Vào tháng 3 năm nay, các công tố viên yêu cầu mở phiên tòa, nói rằng việc chẩn đoán của bệnh viện vẫn còn thiếu sót không chính xác. Vào ngày 4 tháng 5, thì thẩm phán chấp thuận đề nghị của các công tố viên để thành lập phiên tòa xét xử về tình trạng phục hồi của bị cáo. Bản tin tiếp theo, gia đình Christian Klaus được cảnh sát bồi thường 19 triệu Mỹ Kim. Bốn cơ quan chính phủ tại Colorado là nha cảnh sát quận Clear Creek, đội tuần tra xa lộ Colorado, nha cảnh sát Idaho Springs và bộ cảnh sát tư pháp Yorktown sẽ trả 19 triệu Mỹ Kim cho gia đình của Christian Klaus, người bị bắn chết tại Silver Plum vào mùa hè năm ngoái. Đây là số tiền bồi thường lớn nhất trong lịch sử của ngành cảnh sát tại Colorado. Gia đình Christian Klaus không chỉ nhận tiền bồi thường mà còn nhận được lời cam kết rằng tiểu bang và các cơ quan thực thi pháp luật của họ đang thực hiện những phương pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng cảnh sát nổ súng bắn nạn nhân như trường hợp của Christian. Luật sư đại diện cho ông Simon và bà Sally Klaus, cha mẹ của Christian, nói rằng họ hy vọng thỏa thuận dàn xếp bồi thường này sẽ gửi một thông điệp cho thấy rằng sự bất công sẽ không được dung thứ. Những người có hành động sai lầm phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả những cảnh sát có mặt đầu tiên đã không thể can thiệp và bảo vệ mạng sống cho con trai của họ. Trước đây, gia đình Christian từng cho biết họ cũng muốn khởi kiện những nhân viên này. Tiến sĩ Joanna Schwartz, giáo sư luật tại Đại học California, Los Angeles, người nghiên cứu tác động của các vụ dàn xếp hành vi sai trái của cảnh sát, đã cho biết rằng có 19 triệu Mỹ Kim là số tiền rất lớn, khiến cho ngành cảnh sát phải suy nghĩ cẩn thận về phương cách hoạt động của họ trong tương lai. Các ban ngành khác trong khu vực và trên toàn quốc cũng sẽ lưu ý đến vụ kiện này. Nhưng chính những thay đổi phi kinh tế sẽ tác động trực tiếp nhất đến ngành cảnh sát trong tương lai gần. Quận Clear Creek phải trả khoản tiền nhiều nhất là 10 triệu Mỹ Kim vì cựu cảnh sát Andrew Bowen là người đã nổ súng bắn chết Christian vào tháng 6 năm ngoái. Và sang qua bản tin về xác định danh tính hai nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Boulder. Đội tuần tra xa lộ Colorado đang tìm kiếm thông tin xung quanh tai nạn giao thông khiến cho hai người thiệt mạng do bốn chiếc xe gây ra rồi bỏ chạy vào ngày 19 tháng 5 trên xa lộ 287 ở phía bắc quận Boulder. Các nhân chứng nói rằng chiếc xe bán vận tải Dodge Ram và chiếc xe Chevrolet Camaro chạy như điên trên đường
trước khi tai nạn xảy ra ở phía nam ranh giới với quận Larimer vào khoảng 5 giờ chiều. Và chiếc xe bán vận tải đã đụng vào bên trái chiếc xe Camaro, khiến cho nó lao vào dòng xe đang chạy ngược chiều. Chiếc Toyota Tundra đi về phía bắc đụng vào bên ghế hành khách của chiếc xe Camaro. Hai người trên xe Camaro tử vong tại hiện trường. Người lái chiếc xe Tundra bị thương nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị. Chiếc xe thứ tư liên quan đến tai nạn nói trên không bị hư hại, cũng không có ai trên xe bị thương. Văn phòng pháp y quận Boulder xác nhận rằng hai nạn nhân đi xe Camaro là Daniel Rice, 46 tuổi và James Jacob Brown, 34 tuổi, tài xế xe bán vận tải Dodge Ram 1500 màu đỏ sẫm đời 2009 hoặc là đời mới hơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bất cứ ai có thông tin bổ sung hãy thông báo cho đội tuần tra xa lộ Colorado. Tới về cửa hàng bán thiết bị vô địch dành cho người hâm mộ đội Denver Nuggets. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội Denver Nuggets tham dự hàng loạt trận thi đấu giành chức vô địch của Liên đoàn bóng rổ quốc gia. Người hâm mộ Nuggets có thể ăn mừng khi đội của họ giành được danh hiệu đó là Western Conference, cũng như chức vô địch mới nhất. Các cửa hàng tại Colorado sẵn sàng cung ứng những hàng hóa liên quan đến các trận finals của Hiệp hội bóng rổ quốc gia. Một số cửa hàng thể thao của thương hiệu Dick tại Denver mở cửa lại vào tối thứ Hai 22 tháng 5 và thứ Ba 23 tháng 5 vào lúc 7 giờ sáng, có đầy đủ các sản phẩm và trang phục liên quan đến trận thi đấu. Giới hâm mộ có thể tìm thấy những cửa hàng này tại Aurora, Brimfield, Lakewood và Littleton. Thương hiệu Dick's Sporting Goods cũng cho biết là người hâm mộ có thể mua trực tuyến, nhận tại cửa hàng nơi họ cư ngụ hay là nhận bên đường trong vòng 2 giờ sau trận thi đấu vào thứ Hai. Cửa hàng thể thao trực tuyến Fanatics cũng có đầy đủ thiết bị vô địch của Western Conference. Và nói về cuộc diễn hành Pied Peak Pride tại Colorado Springs, thưa quý vị, ông Rich Fierro, một cựu quân nhân đã giúp ngăn chặn vụ nổ súng tại câu lạc bộ Q vào tháng 11 năm 2022 trước khi cảnh sát xuất hiện, sẽ dẫn đầu cuộc diễn hành Pied Peak Pride tổ chức tại Colorado Springs năm nay. Đây cũng là lễ hội Pride đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ thảm sát ở câu lạc bộ đồng tính chuyển giới đã khiến cho 5 người thiệt mạng. Trong đêm xảy ra vụ nổ súng, gia đình ông Fierro và bạn hữu cùng có mặt tại câu lạc bộ. Raymond Green Rance, bạn trai của con gái ông, là một trong số 5 người bị sát hại. Cộng đồng đồng tính chuyển giới tôn vinh ông Fierro như một anh hùng. Lời đề nghị ông dẫn đầu cuộc diễn hành Pride khiến cho Fierro và gia đình ông cảm động. Lễ hội Pride được tổ chức tại trung tâm thành phố Colorado Springs là một phần trong tiến trình phục hồi của những người đồng tính chuyển giới và những người ủng hộ. Ông Fierro từng lái chiếc xe El Camino đời 1985 tham dự nhiều lễ diễn hành Pride, nhưng năm nay lần đầu tiên ông trở thành nguyên soái. Ông Holly Knipp, một trong số những người tổ chức lễ hội Pied Peak Pride, cho biết rằng vai trò nguyên soái của lễ hội là cách để họ tôn vinh và cảm ơn ông Fierro về hành động anh hùng của ông. Tất cả những gì ban tổ chức Colorado Springs Pride Fest thực hiện trong lễ hội Pride năm nay đều hướng đến các nạn nhân cùng gia đình của họ. Sẽ có những lễ tưởng niệm trong suốt lễ hội Pride được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 6.